nhưng mà em thích nói chuyện với anh nhất đấy. Tại vì em thấy anh hiền mấy cả tinh tế. Tốt bụng luôn. Các anh cũng bảo là anh hay ngủ mọi người. Đúng. Thân thiện. Mấy cả em thấy anh chơi với các bạn của anh hầu như các bạn của anh cũng giống giống như anh đúng không? Anh. Mấy bạn của anh ấy hay là cũng không thể là giống như anh được nhưng mà kiểu nói chung là chí hướng nó cũng gần giống nhau đúng không? Đúng không? Nếu mà đi xe này mày, anh biết cái xe đạp địa hình không? Cái xe đấy đi có bị gù lưng không nhỉ? Gù lưng. Thật á? Thế cái xe này? Xe này đi không. Hả? Nhưng mà kiểu nếu mà nhưng mà xe này nhìn bây giờ theo thời bây giờ em nghĩ là hơi quê nhỉ? Xe đạp. Hả? Không việc em còn tổn xuất, em đi em xe đạp thực sự là em không thể chịu được những cảnh giá nóng đừng ăn những ấy nhé 1, 2, 3, 4 đừng ăn răng nhé 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12 mấy ngày em thấy ở Hà Nội sống rất là vội từ nhà à? Vâng, kéo đi kia rồi.